Hello, chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với kênh Super Beta Farm. Do tuần này nhà mình có việc nên mình không thể quay cá và không thể lên clip phục vụ anh em như dự kiến. Mong anh em thông cảm. Sau đây sẽ là clip công bố kết quả mini game và mini game kỳ này. Sau đây mình sẽ tiến hành quay số. Và con số của mini game kỳ này là 30. Xem bạn nào sẽ trúng thưởng. 62, 21, 73, 79, 57, 24, 34, 23, 25, 54, 27, 29, 58, 71, 76, 103, 78, 68, nhắm chung 31, 13, 00, 01, 02, 88, 09, 65, 67, 88, 36, 17, 31, 33, 44, 55, 77, 82, 24, 75, 50, 10, 84, 46, 73, 28, 92, 67, 67, 07, 09, 04, 41, 21, 86, 75, 92, 19, 57, 43. Là không có ai trúng, mình sẽ tiếp tục quay thêm một lần nữa. Và con số của lần quay thứ hai là 19. Hai mươi. Hai mốt. Chín. Năm mươi bảy. Hai mươi bốn. Năm mươi lăm. Chín. Bảy mốt. Bảy mươi sáu. Bảy mươi tám. Sáu mươi tám. Ba mươi mốt. Mười ba. Em trúng hồi nào với em Tịnh? 9, 65, 67, 82, 36, 17, 31, 33, 44, 55, 77, 82, 24, 75, hình như không có ai trúng rồi phải. 92, 67, 67, 07, 09, 44, 41, 21, 86, 75, 92, 92. 19. 19, bạn đã trúng thưởng là bạn Lý Minh Phong, số điện thoại là 0386 806 096 đã dự đoán số 19 sớm nhất và chính xác nhất. Chúc mừng bạn Lý Minh Phong đã trúng giải của mini game kỳ này. Vui lòng liên hệ số điện thoại 0938 368404 để nhận cá sớm nhất nha bạn. Và đây sẽ là giải thưởng của mini game kỳ này, một cặp Super Red màu tươi. Có thể là trong tuần này hoặc là tuần tới mình sẽ không thể lên video clip cho anh em. Do nhà mình có việc bận đột xuất nên mình sẽ không thể lên clip. Hẹn gặp lại anh em ở trong thời gian tới, chắc tầm khoảng 1-2 tuần nữa mình sẽ lên clip liên tục và chất lượng hơn. Cảm ơn anh em đã ủng hộ trong thời gian qua. Hẹn gặp lại anh em ở những clip sau.